Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ tư ngày 21 tháng 4 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Lâm Đồng tổ chức nhiều hoạt động giỗ tổ Hùng Vương với ý nghĩa giáo dục truyền thống, uống nước nhớ nguồn. Đẩy mạnh phát triển bền vững ngành rau tầm cơ. Nông dân Di Linh chủ động chống hạn mùa khô. Quảng Nam thí điểm tập trung vào sản phẩm nghỉ dưỡng biển và du lịch golf dành cho khách đến từ Hàn Quốc. Hiệu quả từ nguồn vốn vay chương trình nước sạch ở Lạc Dương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay 21 tháng 4, tức ngày 10 tháng 3 âm lịch, là ngày giỗ tổ Hùng Vương. Giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội đền Hùng là dịp để giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn sâu sắc các vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân kiên cường chống giặc ngoại xâm giữ nước. Là ngày để toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta cùng nguyện một lòng mãi mãi khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta hãy cùng nhau giữ lấy nước. Với ý nghĩa đó, sáng nay tại đền thờ Âu Lạc thuộc khu du lịch Tháp Ren, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức long trọng lễ giỗ tổ Hùng Vương. Đến dự có ông Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; các ông bà trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; các ban ngành đoàn thể và đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh đã về dự lễ giỗ quốc tổ Hùng Vương. Với chủ đề chung một cội nguồn, trong không khí trang trọng thành kính, ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống uống nước nhớ nguồn, ghi ơn công đức của các đời vua Hùng và các tiền nhân đã có công dựng nước để hôm nay thế hệ con cháu tiếp nối xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh. Từ bao đời nay, trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam, quốc tổ Hùng Vương đã xây dựng nhà nước đầu tiên của đất nước Việt Nam, là tổ tiên chung của dân tộc Việt Nam. Mọi người Việt Nam đều tự hào mang trong mình dòng máu con lạc cháu hồng. Tín ngưỡng thờ cúng các vua Hùng đã trở thành bản sắc văn hóa, đạo lý truyền thống của người Việt Nam ta, thể hiện lòng biết ơn của các thế hệ cháu con với công đức của tổ tiên trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Dù làm gì, ở đâu, mỗi người con đất Việt đều hướng về cội nguồn, hướng về tổ tiên với tấm lòng thành kính tri ân. Trong thời khắc thiêng liêng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và biết ơn tổ tiên, các thế hệ cha ông, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu ngoan cường vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trước điện thờ quốc tổ Hùng Vương, xin phép được thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và hơn 1 triệu đồng bào trong tỉnh xin hứa với quốc tổ, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, đột phá, quyết tâm xây dựng tỉnh Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tiếp đó là phần lễ tế truyền thống dân sớ tưởng nhớ và thành kính, dân hương tưởng niệm các vua Hùng, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc với tấm lòng thành kính. Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện các sở ngành, các tôn giáo và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã dâng hương tưởng nhớ công ơn dựng nước của quốc tổ Hùng Vương. Nguyện hứa xứng đáng với các thế hệ tiền nhân đã dày công vun đắp giang sơn nước Việt, phấn đấu xây dựng và phát triển quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh. Sau phần lễ tưởng nhớ quốc tổ Hùng Vương, phần hội được diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi như biểu diễn nghệ thuật dân gian, các trò chơi dân gian, trò chơi cộng đồng như leo cột mỡ, múa sạp, đập niêu, cờ tướng v.v. Có thể nói, lễ hội giỗ tổ Hùng Vương năm nay là hoạt động văn hóa quy mô đầu tiên sau các đợt dịch Covid-19 tại Đà Lạt. Vì vậy, được mọi người rất mong đợi. Em cảm thấy không khí ở đây rất là nhộn nhịp. Về phần lễ thì thú vị, mọi người là rất vui vẻ. Và đến đây thì em cảm thấy được một nét văn hóa đặc trưng của ngày giỗ tổ Hùng Vương. Và em cảm thấy được những trò chơi dân gian ở đấy. Giỗ tổ Hùng Vương em tham gia và múa xà và em cảm thấy rất là thú vị. Dạ hào hứng, rất là vui. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ban tổ chức và sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của các cấp ngành đoàn thể và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, lễ hội giỗ tổ Hùng Vương năm 2021 tại đền thờ Âu Lạc, thành phố Đà Lạt, một trong những đền thờ Hùng Vương lớn nhất ở phía Nam, đã diễn ra trang nghiêm, thành kính và an toàn.
Cùng với các địa điểm khác trong tỉnh và cả nước, sáng nay lãnh đạo thành phố Đà Lạt cùng đại diện các sở ban ngành và đông đảo người dân đã tổ chức dâng hương tại đền thờ Hùng Vương ở phường 6 và phường 2. Ngay từ sáng sớm, mọi người đã tập trung đông đủ trước khu vực đền thờ Hùng Vương ở phường 2 và phường 6. Bên trong không gian đền thờ, ngoài kiệu rước lư hương, đồ lễ, cúng các vua hùng, còn có mâm ngũ quả, trà rượu theo phong tục truyền thống. Sau nghi lễ dỗ tổ, lãnh đạo thành phố và các ban sở ngành cùng hàng trăm người dân đã thành kính thắp hương tưởng nhớ công lao to lớn của các vua hùng. Mọi người đều kính cẩn tri ân, nguyện cầu quốc thái dân an, nhà nhà ấm no hạnh phúc. Dịp này, các vị cao niên trong thành phố Đà Lạt cũng chuyện trò nhắc nhở các thế hệ trẻ cần phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, luôn nêu cao tinh thần yêu nước, cùng nhau phấn đấu vươn lên trong học tập và lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, quê hương giàu mạnh, xứng đáng dòng dõi Lạc Hồng. Lễ dỗ tổ Hùng Vương tại hai đền thờ ở phường 2 và phường 6 thành phố Đà Lạt được tổ chức trang nghiêm, chu đáo, thể hiện sự tri ân, báo hiếu đối với tổ tiên đã có công dựng xây đất nước, để lại cho các thế hệ con cháu hôm nay và mai sau. Lâm Đồng đẩy mạnh phát triển bền vững ngành dâu tầm tơ. Nông dân Di Linh chủ động chống hạn mùa khô là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Để phát triển ngành dâu tầm tơ hiệu quả, bền vững, tỉnh Lâm Đồng chú trọng hình thành vùng nguyên liệu dâu tầm ổn định, nâng cao sản lượng, chất lượng và năng lực cạnh tranh cho sản phẩm dâu tầm tơ. Tỉnh Lâm Đồng hiện có gần 9.000 hectare dâu, chiếm 70% diện tích dâu tầm và 90% sản lượng tơ lụa của cả nước. Với giá tầm hiện tại trên 180.000 đồng một ký kén, nông dân cũng như các đơn vị trên địa bàn tỉnh yên tâm đầu tư từ trồng dâu nuôi tầm, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có khoảng 15.000 hộ trồng dâu nuôi tầm, tập trung ở các huyện Lâm Hà, Đà Tẻ, Di Linh, Bảo Lộc với trên 60 hợp tác xã, tổ hợp tác và 5 làng nghề trồng dâu nuôi tầm. Để phát triển ngành dâu tầm tơ hiệu quả và bền vững, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu năm 2023 diện tích trồng dâu tầm trên toàn tỉnh đạt trên 10.000 hectare, trong đó diện tích sử dụng giống dâu mới, dâu lai khoảng 8.100 đến 8.500 hectare, diện tích trồng dâu ứng dụng công nghệ cao khoảng 1.900 đến 2.000 hectare, bình quân mỗi năm cho sản lượng lá dâu đạt 210.000 tấn, sản lượng kén đạt từ 14.000 đến 14.500 tấn, cho sản lượng tơ tầm đạt 1.800 đến 1.900 tấn. Những năm gần đây, người dân huyện Đâm Sơn đang tích cực chuyển đổi dần sang sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Đến nay, toàn huyện đã có 500 hectare được áp dụng từ 1 đến 3 tiêu chí ứng dụng công nghệ trong sản xuất. Diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của huyện Đâm Sơn chủ yếu tập trung ở xã Phi Liên và Đà Ca Nàng. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi từ diện tích cà phê kém hiệu quả sang sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, như sản xuất trong nhà kính, ứng dụng công nghệ tưới tự động, màng phủ, cơ giới hóa, giống mới, v.v. Hiện nay, toàn huyện Đâm Rông có 16,6 hectare sản xuất trong nhà kính, 60 hectare diện tích nông nghiệp sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Các loại cây trồng được áp dụng công nghệ cao ở huyện Đâm Rông hiện nay chủ yếu là cà phê, cam trái, dâu tầm, rau đậu thương phẩm. Ngành nông nghiệp huyện Đâm Rông đang tích cực hỗ trợ người dân về vốn, giống cây trồng và kỹ thuật, để giúp bà con tiếp tục chuyển đổi các diện tích vườn tạp và cây trồng kém hiệu quả sang sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, từ đó nâng cao năng suất và thu nhập. Nhằm từng bước nâng độ che phủ rừng và quản lý bảo vệ rừng hiệu quả, mục tiêu từ nay đến năm 2025, huyện Đơn Dương đề ra kế hoạch đầu tư khoảng 120 tỷ đồng để phát triển rừng bền vững. Để hoàn thành mục tiêu này, huyện Đơn Dương vận dụng cơ chế huy động nguồn vốn từ chi trả dịch vụ môi trường rừng, các dự án chương trình hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Ngoài ra, còn huy động nguồn vốn tổ chức, cá nhân đầu tư trồng rừng, chăm sóc rừng, sản xuất chế biến lâm sản. Trong đó, Ban quản lý rừng phòng hộ Đờ Răng huy động gần 44 tỷ đồng. Hạng mục khoáng quản lý bảo vệ rừng gần 40 tỷ đồng, chăm sóc rừng trồng năm thứ tư gần 65 triệu đồng, đầu tư cơ sở hạ tầng, phòng cháy chữa cháy rừng, khoáng bảo vệ rừng hơn 3,7 tỷ đồng. Công ty Lâm nghiệp Đơn Dương với nhu cầu kinh phí hơn 67 tỷ đồng cho hoạt động khoáng quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng, chăm sóc rừng. Và Hạt Kiểm Lâm huyện Đơn Dương với 10 tỷ đồng, dự toán phòng cháy, chữa cháy rừng, trồng cây phân tán, v.v. Trong thời gian qua, bằng nhiều nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, huyện Lạc Dương đã đầu tư nhiều công trình dự án nước sạch nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng sinh hoạt cho người dân, nhất là tại các địa bàn nông thôn. Đến thời điểm này, huyện Lạc Dương đã đầu tư 11 công trình dự án nước sạch khu nông thôn, trong đó có 9 công trình cấp nước tự chảy, 2 công trình giếng khoan.
Qua đánh giá, hiện nay cơ bản các công trình nước sạch đều hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng cho trên 2.200 hộ dân trên địa bàn. Tuy nhiên, đa số các công trình đều được đầu tư lâu năm, chủ yếu là công trình nước tự chảy, đồng thời nguồn nước chỉ hợp vệ sinh nông thôn, chưa đủ các điều kiện đạt tiêu chuẩn nước sạch theo quy chuẩn. Vì vậy, trong giai đoạn 2021-2025, ngoài việc tiếp tục duy trì công tác quản lý, vận hành các công trình nước sinh hoạt tập trung, địa phương tiếp tục nâng cấp các công trình dự án, đồng thời đưa vào 4 danh mục dự án nước sạch để đầu tư tại các xã Đà Sa, Đà Chay, Đưng Cà Nớ và xã Lát, nhằm nâng cao tỷ lệ hộ dân vùng nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, một số địa phương xuất hiện những cơn mưa đầu mùa, làm dịu bớt nắng nóng của mùa khô. Tuy nhiên, lượng mưa khá ít, chưa đủ nước để phục vụ tưới tiêu cho cây trồng. Để đối phó với tình trạng hạn hán kéo dài, bằng kinh nghiệm sản xuất, người dân đã chủ động hơn trong công tác chống hạn và đạt được hiệu quả. Thay cho phương pháp tưới trực tiếp vào gốc cây cà phê và dâu tầm của gia đình như mọi năm, nhưng vẫn phải đối diện với tình trạng khô hạn, thì năm nay, gia đình bà Bùi Thị Mận ở thôn 7, xã Tân Lâm, huyện Di Linh đã đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm cho cây trồng như thế này. Hệ thống tưới phun mưa đã giúp tiết kiệm được nguồn nước từ hồ tự đào và giúp gia đình bà Mận chủ động nguồn nước tưới trong mùa khô năm nay. Mọi năm, năm nào hầu như là cũng cạn, năm nào cũng không đủ nước đâu. Làm được cái ao nhưng mà là nước nguồn là không có. Cho nên thành ra mà tưới được rồi thì là chỉ được một hai nước thôi là hết nước. Gia đình cô thì là sử dụng cái bếp đây này, mình cứ tưới cho nó là cứ dần dần tưới vậy. Là nếu mà tưới tay, tưới vòi thì là không đủ đâu, phải dùng cái bếp để tiết kiệm nước. Di Linh là địa phương có diện tích cà phê lớn nhất tỉnh với hơn 44.000 hectare. Huyện có hơn 52 công trình thủy lợi và hơn 6.000 ao hồ, sông suối lớn nhỏ. Cùng với công trình thủy lợi được đầu tư nâng cấp, số lượng ao hồ nhỏ cũng được người dân mở rộng, đặc biệt việc ứng dụng những công nghệ tưới mới. Nên thời điểm này, trên địa bàn huyện Di Linh, về cơ bản nguồn nước vẫn đáp ứng đủ để người dân tưới tiêu cho cây cà phê vào các thời điểm quan trọng. So với cái hạn mà năm ngoái là năm nay nó đỡ hơn. Là cái nguồn nước của hồ đó vẫn chưa cạn bằng cái mức năm ngoái. Năm ngoái là nó xuống nhiều lắm. Năm nay thì nó đỡ hơn. Chung là tưới đợt giờ là đợt thứ hai rồi đó. Nguồn nước ở đây thì không, nói chung là không thiếu. Trong cái thời gian tới, để mà đảm bảo nguồn nước tưới cho cà phê thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo người dân là tập trung là tưới tiết kiệm cũng như là nạo vét kênh mương tích nước các cái hồ đập, đặc biệt các ao hồ nhỏ để mà đảm bảo cái nguồn nước tưới. Mặt khác nữa thì chúng tôi cũng đã tu sửa các cái công trình để nâng cấp các công trình đi để phục vụ cho người dân. Thời điểm này, mặc dù đã có những cơn mưa đầu mùa ở các địa phương trong tỉnh, tuy nhiên nông dân trên địa bàn toàn tỉnh vẫn không chủ quan với công tác chống hạn trong giai đoạn cao điểm mùa khô như hiện nay. Sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành trong thực hiện các biện pháp phòng chống hạn trong mùa khô cũng như những biện pháp tích cực của người dân đã góp phần giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại trong sản xuất do hạn hán gây ra. Trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, chiều 20 tháng 4, Thành đoàn Đà Lạt phối hợp với Công an thành phố Đà Lạt tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ, hướng dẫn điều tiết giao thông cho cán bộ đoàn cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Các cán bộ đoàn được tìm hiểu 9 động tác chỉ huy điều khiển giao thông kết hợp với âm hiệu còi. Với những kiến thức cùng động tác được tiếp thu từ lớp tập huấn, cán bộ đoàn sẽ được phân công vào đội hình thanh niên xung kích ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại 7 điểm thường xuyên ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt, gồm khu vực ngã ba Bà Triệu, Nguyễn Văn Cừ, ngã năm Đại học, khu vực cổng trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, ngã ba Trần Phú, Bà Triệu, vòng xuyến Hoàng Văn Thụ, khu vực giao cắt đường Hải Thượng, Hoàng Diệu và ngã tư Phan Chu Trinh. Mỗi điểm được bố trí 3 thành viên phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông trật tự, công an thành phố Đà Lạt làm nhiệm vụ hướng dẫn phân luồng và điều tiết giao thông vào thời gian diễn ra các sự kiện chính trị, lễ hội trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Qua hoạt động trên nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên và nhân dân trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng thành phố Đà Lạt ngày càng văn minh, thân thiện, phòng chống ùn tắc giao thông. Ban An toàn giao thông huyện Lâm Hà cho biết sau 4 tháng đưa vào vận hành, hai cụm đèn tín hiệu điều khiển giao thông tại hai nút giao thông quan trọng trên địa bàn đã phát huy hiệu quả, qua đó kéo giảm ùn tắc và tai nạn giao thông tại các điểm giao thông này. Hệ thống đèn tín hiệu giao thông được tổ chức lắp đặt tại các nút giao thông ngã tư đường Võ Thị Sáu và ngã ba đường Thích Quảng Đức,
đoạn qua trung tâm thị trấn Đình Văn với mức đầu tư khoảng 1,2 tỷ đồng, được trích từ nguồn ngân sách huyện Lâm Hà. Sau gần 4 tháng đi vào hoạt động đã kéo giảm các xung đột giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm. Theo đánh giá chung, nếu như trước đây các khu vực này thường xuyên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, tai nạn giao thông cao, thì đến nay, sau khi đi vào hoạt động, số vụ va chạm tai nạn giao thông ở hai khu vực này hầu như không còn. Người dân qua lại đã chấp hành nghiêm các tín hiệu của hệ thống đèn. Ban An toàn giao thông huyện Lâm Hà cho biết, đây là những tuyến đường trục dọc của trung tâm thị trấn Đình Văn giao nhau với quốc lộ 27 với lượng phương tiện giao thông rất lớn, mật độ giao thông tăng cao vào giờ cao điểm. Sau khi đưa vào hoạt động, hệ thống đèn tín hiệu giao thông đã góp phần đáng kể trong việc phân luồng, hướng dẫn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông qua nút giao thông một cách trật tự và đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực. Những nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước. Quảng Nam thí điểm tập trung vào sản phẩm nghỉ dưỡng biển và du lịch cốt dành cho khách đến từ Hàn Quốc. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có công văn gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc Bộ có kế hoạch mở lại các hoạt động du lịch quốc tế theo lộ trình. Trong đó, giai đoạn thí điểm từ tháng 7 đến tháng 9 sẽ tập trung vào sản phẩm nghỉ dưỡng biển và du lịch cốt dành cho khách đến từ Hàn Quốc. Tỉnh Quảng Nam đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở ngành địa phương liên quan phối hợp với Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các doanh nghiệp lữ hành quốc tế khảo sát thực tế sân bay Chu Lai, các khu du lịch lớn để xây dựng phương án đón khách du lịch quốc tế bằng các chuyến bay charter đến địa phương. Khảo sát cho thấy Quảng Nam đáp ứng các điều kiện về hạ tầng giao thông, y tế, cơ sở dịch vụ du lịch, quản lý khách, không gian an toàn cho cộng đồng dân cư. Để triển khai thí điểm đón khách du lịch quốc tế, vì vậy Quảng Nam đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ thống nhất chọn tỉnh thực hiện thí điểm đón du khách quốc tế. Tiềm năng và dư địa phát triển của dịch vụ logistics còn rất lớn. Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh của ngành này còn hạn chế, đòi hỏi cần có các giải pháp kịp thời để phát triển thị trường logistics nói chung, cải thiện năng lực của doanh nghiệp nói riêng. Các hoạt động logistics ngày càng giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của các ngành sản xuất, dịch vụ nói riêng và của toàn nền kinh tế nói chung. Hiện nay thị trường logistics tại Việt Nam được đánh giá cao về mức độ phát triển logistics và đứng thứ tư trong ASEAN. Hơn 3.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong mảng này, trong đó 89% là doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên, số này chỉ chiếm khoảng 20% doanh thu toàn thị trường. Điều này cho thấy những hạn chế của ngành này. Một vấn đề nữa là hiện nay cơ sở pháp lý liên quan đến giao thông vận tải và logistics hiện vẫn chưa đủ. Theo đó, các đại biểu cho rằng vẫn cần hoàn thiện khung pháp lý logistics minh bạch, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay, tạo thuận lợi thương mại và thúc đẩy phát triển ngành dịch vụ logistics Việt Nam. Về phía các doanh nghiệp logistics cũng cần mạnh dạn ứng dụng các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 để chuyển đổi số, nắm bắt thời cơ phát triển dịch vụ logistics. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Campuchia, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường các điểm chốt, các tổ tuần tra trên dọc tuyến biên giới với Campuchia để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập do các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Đắk Lắk có hơn 73 km đường biên giới với Vương quốc Campuchia. Trước diễn biến tiêu cực của tình hình dịch COVID-19 trên nước bạn và tình trạng xâm nhập biên giới trái phép nóng lên trong thời gian gần đây, lực lượng biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường 6 tổ chốt cố định cùng nhiều tổ chốt lưu động, siết chặt tuần tra trên toàn tuyến biên giới nhằm đảm bảo ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào nội địa. Cái biên giới mà ở trên đất liền thì nó lại đặc thù của cái rừng khộp. Mùa mưa thì đường trơn, lầy, sình. Nhưng mà đặc biệt mùa khô thì lại là đường nào cũng đi được. Có nghĩa là không có một cái đường mòn nào cả mà đường nào cũng đi được. Đặc biệt là trong cái phòng dịch COVID này là chúng tôi phải tăng cường lực lượng mới quản lý được cái biên giới, mà đảm nhiệm được biên giới. Đặc biệt là dịch COVID xảy ra phức tạp ở Campuchia như vậy, nhưng mà cái tuyến biên giới của tỉnh Đắk Lắk đến thời điểm này tôi khẳng định rằng là chưa để một đối tượng nào lọt vào biên giới. Để đảm bảo an toàn trong vùng dịch thì mọi hoạt động qua lại biên giới thì phải được ngăn chặn phát hiện từ xa, không để lọt đối tượng qua lại biên giới để mang dịch về trong nội địa. Thì lực lượng biên phòng thì hàng ngày đêm bám trụ tuần tra kiểm soát liên tục, thay đổi quy luật hoạt động để chống vượt biên xâm nhập qua biên giới và chống COVID-19. Trước điều kiện thời tiết nắng nóng và khắc nghiệt của vùng biên,
Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã triển khai kiên cố hóa 6 chốt cố định kiểm soát phòng chống dịch, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt tại chỗ cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại mỗi chốt để nâng cao năng lực phòng chống dịch cho các điểm chốt tại đây. Kiên cố hóa các cái tổ chốt trên là một việc làm là thiết thực, có ý nghĩa nhất định, nó tác động trực tiếp đến là việc thực hiện nhiệm vụ. Ví dụ, có kiên cố hóa các tổ chốt thì chúng tôi mới đảm bảo được nơi ăn, nơi ở cho bộ đội. Khi thực hiện nhiệm vụ về thì có nơi mà tập trung lại ăn uống, ngủ nghỉ. Diễn biến của dịch COVID-19 vẫn phức tạp và khó lường. Trong khi Việt Nam đang cơ bản khống chế tốt dịch bệnh, thì tại các nước láng giềng, số ca mắc liên tục tăng cao, tạo sức ép về vấn đề nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới. Để bảo vệ những thành quả đạt được trong công tác phòng chống dịch, những người lính biên phòng của tỉnh Đắk Lắk đang ngày đêm bám trụ từ cột mốc đường biên, ngăn chặn khả năng dịch bệnh xâm nhập vào nội địa. Bản Chiền Đi 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, có 5 dân tộc anh em cùng sinh sống. Đều đặn vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, nơi đây lại nhộn nhịp với phiên chợ mang bản sắc vùng cao. Đây cũng là nơi lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa độc đáo của người dân tại địa phương. Một bản nhạc piano vang vọng núi rừng đã tạo nên khoảng không gian thơ mộng giữa một phiên chợ vùng cao. Đây là một nét văn hóa riêng biệt mà chỉ có ở chợ phiên tại bản Chiền Đi 1 mới có. Tuy chỉ mới hình thành được hơn 2 tháng, nhưng phiên chợ đã tạo nên một không gian văn hóa đầy tính cộng đồng với những gian hàng bày bán các sản phẩm là sản phẩm đặc trưng do bà con làm ra. Cách bày bán cũng mộc mạc không cầu kỳ. Bà con cũng rất phấn khởi được có cái những hàng hóa của mình, sản phẩm nông sản của mình làm ra thì cũng tiêu thụ được. Bây giờ là nói chung là mới mở thì nó cũng vẫn còn đang ít khách, thì chỉ mong du khách các nơi nó biết đến thì đến mua thật nhiều hàng cho bà con. Là phiên chợ đầu tiên và duy nhất của huyện Vân Hồ, phiên chợ Chiền Đi 1 không chỉ là nơi trao đổi mua bán hàng hóa mà còn là nơi gặp gỡ vui chơi sinh hoạt văn hóa của người dân bản địa. Đây cũng là nơi giới thiệu văn hóa ẩm thực và những bộ trang phục vô cùng độc đáo, qua đó tạo nên một không gian đầy sắc màu từ những mặt hàng thổ cẩm được bày bán. Từ đồng bằng cho đến miền núi thì cái văn hóa chợ mới là cái văn hóa đích thực. Bởi vì những cái sản phẩm và của mỗi một dân tộc, của mỗi một cộng đồng họ đều được trưng bày và đều được thông thương. Với chúng tôi thì cái việc hoạt động của chợ phiên này nó vừa là cái để chúng tôi quảng bá những cái văn hóa của mình đến với du khách trong nước cũng như là quốc tế khi đến với Vân Hồ. Bên cạnh đó thì cái chợ này nó cũng góp phần cho bà con nhân dân có ý thức hơn nữa trong việc duy trì những cái truyền thống văn hóa của mình cũng như là ý thức trong việc phát triển du lịch và phát triển kinh tế. Với một không gian vô cùng độc đáo và nhộn nhịp, chợ phiên tại bản Chiền Đi 1 không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc tại huyện Vân Hồ, mà hứa hẹn sẽ là điểm hấp dẫn cho những người yêu văn hóa vùng cao. Những năm gần đây tại thành phố Đà Nẵng đã phát triển thêm nhiều quán cà phê sách với lượng sách lớn và không gian đọc sách yên tĩnh, thoáng mát, thu hút người đọc. Sự xuất hiện của những không gian đọc đặc biệt này đã góp thêm một phần vào xây dựng văn hóa đọc tại thành phố. Quán cà phê này là điểm đến thường xuyên của chị Tâm mỗi khi rảnh rỗi. Chị chọn địa điểm này do tại đây có hơn 1.000 đầu sách với nhiều thể loại để phục vụ những vị khách có ham mê đọc sách như chị. Em có thể là lựa chọn thoải mái để đọc nhiều cái, đôi khi mình muốn đọc cái này, đôi khi mình lại muốn đổ vào cái chủ đề khác mình đọc đó. Mà đang theo sách thì không có tiện. Những cái không gian như này mình có thể là thoải mái mà lựa chọn cái sách mình muốn đọc thôi. Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện có hàng chục quán cà phê sách được đưa vào hoạt động ở nhiều quận huyện, nơi tập trung đông học sinh, sinh viên. Không chỉ là nơi yên tĩnh để đọc sách, các quán cà phê này còn là nơi giúp các bạn tập trung học tập, làm việc. Đà Nẵng mình có càng nhiều địa điểm như thế này thì càng tốt, vì thời buổi này kiếm một không gian để yên tĩnh và tập trung để làm việc và học tập thì thật sự rất là khó. Em rất là vui khi mà biết được một địa điểm ở đây. Tại các quán cà phê này, khách hàng có thể sử dụng không gian cũng như thời gian không hạn chế,
Trong khi đó, khách còn có thể mượn sách miễn phí để đọc tại chỗ hoặc mang về. Tuy lợi nhuận không cao, nhưng các quán cà phê này đã góp phần phát triển văn hóa đọc. Mở nhà sách như thế này thì trừ những nhà sách rất là lớn hoặc là họ kinh doanh về sách thì họ mới có thể là đem lại lợi nhuận rất cao. Còn mở như thế này thì nó khó lắm. Nó chỉ phục vụ cho một cái những lớp, những người yêu sách, coi sách như là bạn. Những người bạn ham mê về sách đã tiếp cận và đến với những cái không gian sách này rất là nhiều. Mình mong muốn rằng là mình duy trì quán để cho những cái bạn đam mê sách đến nhiều hơn. Theo đánh giá, những năm gần đây, văn hóa đọc của người dân tại thành phố Đà Nẵng đã được nâng lên rất nhiều thông qua các sự kiện, hoạt động lễ hội sách và công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó, những không gian đọc tại các quán cà phê sách cũng đã góp phần xây dựng thói quen đọc sách của người dân tại đây. Thông tin cuối của bản tin thời sự tối nay, Lạc Dương hiệu quả nguồn vốn vay chương trình nước sạch. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, việc triển khai chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thông qua nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội tại huyện Lạc Dương đã giúp hàng trăm hộ dân trên địa bàn được sử dụng nguồn nước sạch, nhà vệ sinh hợp chuẩn, đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần quan trọng trong việc thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cũng như nhiều hộ trên địa bàn xã, trước đây gia đình anh Grazan Hatem ở thôn 1 xã Đà Sa làm nhà vệ sinh tạm bợ trong vườn. Không có công trình nhà vệ sinh tự hoại, không đảm bảo quy chuẩn về vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe. Năm 2010, gia đình anh Hatem được phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lạc Dương cho vay 10 triệu đồng theo chương trình nước sạch vệ sinh môi trường. Cùng kinh phí tự có, gia đình đã xây dựng được một công trình nước sạch và vệ sinh môi trường đồng bộ khép kín, gồm nhà tắm, nhà vệ sinh, bể chứa nước, đảm bảo nước sạch sinh hoạt cho cả gia đình. Nhờ cái đảng nhà nước tạo điều kiện giúp đỡ trong vấn đề vay vốn, ngân hàng chính sách đã cho vay khi nguồn vốn đó mình làm để gia đình mình coi như là tránh được bệnh hoạn bởi vì có nhà vệ sinh. Qua 16 năm thực hiện từ nguồn vốn chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lạc Dương, nhiều hộ gia đình đã có điều kiện đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp các công trình cấp nước sạch và công trình vệ sinh, góp phần cải thiện môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng dân cư và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn trên địa bàn huyện. Lúc đầu nhà nước cho vay là 8 triệu, xong rồi để mình trang trải cuộc sống, ví dụ như bồn nước này, mình mua bồn nước rồi mua cái đường ống để dẫn nước vào nhà mình. Xong khi đó là thấy không có đủ, xong rồi nhà nước cho vay thêm lúc đó là tới 12 triệu. 12 triệu là bắt đầu chị mua thêm một cái bồn nữa, tại vì trong này thiếu nước nhiều á. Lúc nào mà mình có nước á, thì mình sử dụng cái nước đó để mình dự trữ. Từ khi thực hiện chương trình tín dụng cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, theo quyết định số 62 ngày 16 tháng 4 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lạc Dương đã giúp 1.722 lượt khách hàng vay với tổng dư nợ đến nay trên 30 tỷ 520 triệu đồng. Để xây dựng hàng ngàn công trình cải tạo nước sinh hoạt, xây bể nước, nhà vệ sinh tự hoại, đảm bảo theo tiêu chuẩn quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện điều kiện sinh hoạt, vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thì hiện nay thì mỗi hộ được vay tối đa là 20 triệu và với hai công trình, một công trình nước là tối đa là 10 triệu và công trình vệ sinh là tối đa là 10 triệu. Thì về Ngân hàng Chính sách cũng đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, gồm là Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên đã hướng dẫn cho hộ vay làm các cái thủ tục vay quy định, đảm bảo là các hộ vay được là sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả. Từ nỗ lực của các cấp các ngành và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Lạc Dương đã được vay vốn ưu đãi, xây dựng công trình nước sạch và xử lý vệ sinh gia đình đồng bộ khép kín tăng qua hàng năm, góp phần hoàn thiện tiêu chí nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo chương trình xây dựng nông thôn mới ở Lạc Dương.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.